Chuyện Vạn Sinh của Ni Giới Ni Sư Đại Minh Ni Sư Đại Minh sống vào đời tùy. Mỗi khi vào thất lễ bái niệm Phật, thì trước hết thay y phục sạch sẽ, miệng ngậm trầm hương. Tùy văn đế về sau hết sức kính trọng Ni Sư. Vào ngày Ni Sư thị tịch, đại chúng đều cảm nhận mùi trầm hương tỏa lan khắp quanh phòng. Trong chốc lát, bỗng có ánh hào quang rực rỡ hiện thành từng vần lớp lớp như mây hướng về phương tây rồi mờ nhạt dần ni sư tịnh chân ni sư tịnh chân sống vào đời đường trú ở chùa tích thiện trường an đắp y bằng vải vụng hàng ngày đi khất thực ni sư tụng kinh kim cang đến mười vạn lượt hàng ngày chuyên tâm niệm phật một hôm ni sư nói với đệ tử trong vòng năm tháng ta đã được thấy Phật mười lần, lại có hai lần thấy đồng tử đùa vui trên hoa sen báu. Ta được vãng sinh vào hàng thượng phẩm. Ni sư vừa nói xong, thì ngồi kiết già, nghiêm trang thị tịch. Ánh tường quang tỏa sáng cả phòng. Ni sư ngộ tánh Ni sư ngộ tánh, sống vào đời đường, ở Lô Sơn tu pháp môn niệm Phật, kiên trì phát nguyện vãng sinh. Một hôm, bỗng nghe trên không trung vang tiếng nhạc, ni sư bảo đệ tử quanh mình rằng, ta được vãng sinh vào hàng trung phẩm, nhìn thấy được những người cùng chí hướng, tinh tấn niệm Phật đều có hoa sen đợi nơi cực lạc. Các con mỗi người đều phải tự nỗ lực. Nói xong liền thị tịch. Ni sư năng phụng Ni sư năng phụng sống vào đời tống, quê ở tiền đường. Ni sư chuyên tu theo pháp môn tịnh độ đã từng nằm mộng thấy hào quang của Phật chiếu vào thân mình. Đến khi Ni sư nghe được tiếng lành giữa không trung, liền nói với đồ chúng: đã đến lúc ta vãng sinh rồi. Trong phút chốc, đồ chúng bỗng nghe tiếng niệm Phật của Ni sư hết sức mạnh mẽ. Nhìn lại thì đã thấy ngài ngồi yên chấp tay hướng về phương tây mà thị tịch hương thơm lạ tỏa lan khắp phòng, lại có tiếng nhạc xa dần về phương Tây rồi mất. Ni sư Pháp Tạng Ni sư Pháp Tạng sống vào đời Tống, ở Kim Lăng. Ni sư chuyên cần quyết chí niệm Phật, không quan tâm vướng bận mọi việc bên ngoài. Một đêm, Ni sư nhìn thấy Đức Phật A-di-đà và các vị Bồ-Tát đến. Ánh hào quang rực sáng vi diệu, liền chấp tay niệm phật mà thị tịch lời bàn đại sư liên trì nói rằng khi đức phật cho phép di mẫu xuất gia có than rằng chánh pháp do đây sẽ diệt mất sớm hơn ví như phụ nữ xuất gia tất cả đều được như năm vị nêu trên thì chánh pháp lại càng xương thịnh biết bao chỉ tiếc là việc đời không thể được như thế nên lời báo trước của phật quả thật không sai